Đại nha các bạn, hôm nay mình ăn cơm với thịt vịt kho gừng nha các bạn ơi. Bạn Minh bưng đây. Quá đã. Rồi, tô rau nha các bạn ơi. Quá đã các bạn. Rau nha. Rau sống. Rồi có tô canh nữa nha các bạn. Các bạn nha các bạn. Hôm nay anh em mình sẽ làm món đây, con vịt nè các bạn. Vịt kho gừng ăn với rau sống đồ cho với cái chuối cây nè các bạn. Đây. Chuối cây. À, sắc ra bắt đầu mình ăn chanh đồ vô thôi các bạn. Đó. Với rau thơm đồ để vô. Đó. Mình sẽ làm món vịt kho gừng nha các bạn. Để mình làm món vịt kho gừng mình mời các bạn nha. À. Chào các bạn nha các bạn. Mời các bạn cho các bạn ơi. Wow. Đó. Vịt sim ở quê nuôi luôn nha các bạn. Cũng mẹ mình nuôi đó các bạn. Rồi. Ăn đi, chan nước mình. Đến gì chan cho. Nè, đi lắm. Mình gắp cho mình. Mình gắp mấy miếng thịt cho mình. Đó, để vô. Đó. Quá đã các bạn ơi. Để chân xuống, ăn mau đi. Để chân xuống, ăn mau lên mình. Mình lấy gì hả? Ốc hả? Cơm thịt vịt các bạn ơi, vịt ở quê đem lại ngon lắm các bạn. Vịt sim nuôi ở quê. Bây giờ chỉ có về quê rồi nuôi vịt rồi để dành từ từ đem lên ăn các bạn. Làm ăn là lề mề quá chính anh nói là phải về quê xin vịt sim lên ăn. Mình nha, cơm đi coi mang luôn mình. Vâng. Rồi ăn đi, ăn đi. Vâng. Rồi ăn đi, làm gì chơi đi, ăn đi ngồi chơi chút xíu làm gì chơi đi, mau đi. Quá xa lạ luôn. Ăn đi Minh. Chào các bạn, các bạn. Mình đang coi luôn các bạn. Bà bạn cái cổ xin của bà ơi. Thank you.
ra trứng. À, mai mất có mày làm gà. Mà cứu được. Thằng hai bà kia trúng bánh hả? Cảm giác thật là mua thu hoạch. Ăn cái thu hoạch bội to quá ha. Ông chiếm hàng cho nào á? Lên lòng. Ừ. Giọng lắm nhiều. Đúng là mình trời á. Cả sinh nhật rồi kia ta cũng mời nữa. Ủa người ta cũng làm cái gạt gì nữa. Đường gì chợ là bún gì đó ấy dám lắm bây giờ cầm cái gơi hòm gì chứ không phải nó có bầu qua mà hả mà nó thu phí á. Nó bắn thiệt coi. Máu ý dữ được nha. Thiếu đủ gì đó. Đang đi sổ. Quê. Thiếu mà. Thiếu tất cả. Thiếu thôi. Ông ấy phải cho lấy nhà cũng đi. Mấy một tiền mà bán cố. Nó còn quýnh bả la quá, bú hồn cũng giết cho nó. Dậm. Dậm lưu vô quá kìa. Dậm chỗ nào luôn.
này khổ quá kìa, con trầm cấp lu bù. Đàn ông á thì phải bưng chải đi.